Vâng. Như chúng ta đã biết, nếu như có một số các cái loại bệnh ung thư thì biết được các cái nguyên nhân mà điểm mặt chỉ tên rõ ràng các cái nguyên nhân gây ra ung thư, người ta gọi là chứng minh được từ trong phòng thí nghiệm hay là các cái nghiên cứu dịch tễ. Còn phần đa các cái bệnh ung thư hiện nay thì mình cũng không dùng cái từ là chưa biết được nguyên nhân, thực ra là có biết, nhưng mà người ta sử dụng các cái thuật toán về dịch tễ học để người ta tìm ra cái mối liên hệ giữa bệnh, sự cái tần suất mắc cái bệnh ung thư này với một cái yếu tố phơi nhiễm nào đó. Thì đối với bệnh ung thư thận như bác sĩ Tuấn vừa chia sẻ, ở đây chúng ta phân biệt ra hai nhóm bệnh khác nhau, và trong cái phạm vi cái chương trình này thì chúng ta tập trung như thế này. Ung thư thận chúng ta tưởng tượng về giải phẫu cái quả thận của con người, nó giống như hình hạt đậu ấy. Nếu chúng ta bổ đôi cái quả thận ấy ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần ngoài màu sẫm hơn, gọi là phần vỏ, và phần bên trong có màu trắng trắng ấy, thì đó là cái phần đường dẫn xuất nước tiểu ra ngoài. Thì bác sĩ Tuấn cũng đã vừa chia sẻ là trong ung thư thận, dùng từ chung là ung thư thận nhưng nó là cái từ rất là phổ biến trong cộng đồng chúng ta. Đối với chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phải nói rõ ra là ung thư biểu mô tế bào thận là cái phần ung thư xuất phát từ cái phần màu thẫm thẫm ấy, màu hồng hồng khi bổ đôi cái quả thận ra. Thế còn ung thư biểu mô đường niệu thì sẽ là cái phần màu trắng trắng, và nó có nguyên nhân, cơ chế, cách phẫu thuật, cách điều trị khác hẳn, khác biệt. Thì bác sĩ Tuấn mới chia sẻ xong. Thế thì trong phạm vi cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc mà bàn về cái ung thư thận là những cái tế bào ung thư mà xuất phát từ cái phần vỏ, phần màu sẫm sẫm, màu hồng hồng của quả thận. Thế thì về các cái nguyên nhân thì người ta thấy là nó có liên quan rõ rệt đến hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm tăng cái nguy cơ lên khoảng 1,16 cho đến 1,1 lần. Thế thì đối với hút thuốc lá thì nó cũng có nhiều mức độ. Người ta nghiên cứu trên những bệnh nhân đang hút thuốc lá, đã hút thuốc lá mà dừng lại, và những bệnh nhân không tiếp xúc với thuốc lá, thì người ta thấy cái tỷ lệ ở những cái bệnh nhân đang hút thuốc lá là cao nhất. Đó, thì chúng ta thấy là hút thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân gây ra ung thư phổi, rồi các cái loại ung thư khác đã được chứng minh, và trong đó có cả ung thư thận, thì chúng ta hết sức là lưu ý. Và đây cũng là một cái trong thêm một cái lý do nữa là chúng ta không có lý do gì mà chúng ta lại tiếp tục hút thuốc lá cả. Vì cái chuyện hút thuốc lá nó không chỉ mang lại cái hậu quả ngay trước mắt mà có thể để lại hậu quả lâu dài. Vì chúng ta thấy là trong thống kê là kể cả ở những bệnh nhân đã dừng hút thuốc lá nhưng có tiền sử hút thuốc lá thì người ta vẫn thấy là cái tỷ lệ ung thư thận vẫn tăng hơn so với cái nhóm người không bao giờ tiếp xúc với khói thuốc lá. Hay nói cách khác, thông điệp là gì? Hãy dừng hút thuốc lá ngay nếu có thể. Một trong các cái lý do khác nữa là người ta có thể nó liên quan đến các cái bệnh nhân béo phì. Các cái nghiên cứu cũng chỉ ra thấy rằng là những trường hợp béo phì thậm chí là có thể liên quan đến một số các cái đột biến gen, hoặc liên quan đến các bệnh lý về chuyển hóa, hoặc là liên quan đến những bạn mà nhỏ có thể đã điều trị những cái hóa chất, hoặc là điều trị những cái các cái điều trị ghép tủy, các cái bệnh lý ác tính về máu trong tuổi trẻ. Thì lớn lên trong tương lai nó cũng có một cái tỷ lệ nhất định về các cái nguy cơ gây ra ung thư thận, hoặc là những cái bệnh lý về thận như bệnh lý thận đa nang, hay như là thậm chí những cái tổn thương những cái sỏi thận vân vân. Thì mặc dù đã được trị rồi nhưng người ta tính trên một cái số lượng bệnh nhân rất là đông, và các cái tổng kết lại thì nó cũng có thể là có liên quan đến các cái nguy cơ ung thư thận, hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến môi trường, những bệnh nhân có tiền sử phơi nhiễm với các yếu tố độc tính khác, ví dụ như amiăng hay là một số các cái thuốc khác, thì có thể cũng làm tăng cái nguy cơ ung thư thận lên. Nói tóm lại thì về nếu nói chính xác, các cái bằng chứng chính xác để mà chỉ rõ cái sự đột cái thay đổi cụ thể trong tế bào thì người ta cần phải rất là nhiều các nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Nhưng bằng các cái nghiên cứu dịch tễ thì người ta chỉ ra một số các cái nguyên nhân có liên quan đến lối sống, thói quen, hoặc là các yếu tố về môi trường. Thì chúng ta thấy là những cái vấn đề nào mà chúng ta có thể khắc phục được, thì ví dụ như nói về vấn đề môi trường thì liên quan đến amiăng thì chúng ta cần phải bảo hộ lao động tốt hơn. Hoặc là có những yếu tố mà ví dụ như có những yếu tố liên quan đến những cái việc mà phải điều trị bệnh ung thư ở tuổi trẻ, chúng ta sẽ cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ để chúng ta xử lý. Nhưng có những cái nguy cơ mà chúng ta biết được một cách chắc chắn, ví dụ như là có liên quan hút thuốc lá, thì không có hà cớ gì khi chúng ta biết được mà chúng ta lại không dừng hút thuốc lá lại. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin.